Thôi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Sơn xin chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn nha. Thì hôm nay Sơn xin giao lưu với nhà mình một lô bạch mai rừng, hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn nha mình. Dòng này nó có hai dòng, một dòng là da trắng trơn, ho đỏ, thì cái dòng đó Sơn không giao lưu. Còn cái dòng này là dòng da xù xì, ho trắng phớt hồng, ngọn đỏ nha mình nha. Hay còn gọi là cây đỏ ngọn hoặc là thành ngạnh. Cái tên này là tên Google, còn mà trong bonsai thì mình gọi là cây bạch mai rừng nha mình nha. Nó là khác hẳn với cái dòng là mai vàng, nó không có ghép được với mai vàng. Nó là như thế nha nhà mình nha. Thì mỗi cây Sơn đều có gắn mỗi mã số hết. Mã số nào có chữ R phía sau là cây đó Sơn đã giao lưu rồi. Còn mã số chưa nhà mình xem, nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Và tất cả các đơn hàng Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều xin trích phần trăm ra để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vào ngày Chủ nhật hàng tuần nha. Rồi số điện thoại của Sơn là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và số Facebook của Sơn nha nhà mình. Rồi với lại Sơn nói thêm là cây này là bên Sơn đánh bầu đất rin và đang sống khỏe, cho nên về mình nhận được mình chỉ việc là thêm chất trồng nữa thôi, chứ mình không có dụ cái chất đất trồng rin đây. Nếu có thì mình chỉ gọt bớt một ít để mình vô chậu cho nó vừa thôi, chứ mình không có dụ đi. Nếu dụ đi bên Sơn không có chịu trách nhiệm khi mà rủi ro xảy ra. Rồi cây đầu tiên của lô này có mã số là 209. Cây này có hoành là 61, cây cao là 60. Sơn xin giao lưu là 700k bao ship nha mình nha. Hàng sống khỏe luôn. Cây này có ho vào mùa hè, ho trắng phớt hồng. Sơn có để dữ liệu ở đầu và cuối video, nhà mình xem tham khảo nha. Mã số 209, 700k bao ship. Cây này gồm hai thân nhưng mà chung cốt. 209, 700k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nhà mình xem, nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn nha. Cây này là 210, mã số 210. Cây này có hoành là 41, cây cao là 63. Sơn xin giao lưu là 750k bao ship nha nhà mình. Cây này nó có cái lưng chỗ này cũng rất là ok luôn, đế trải luôn, dáng bonsai luôn nha mình. Mã số 210, thành ngạnh đỏ ngọn hay còn gọi là bạch mai rừng bonsai nha mình nha. 750k bao ship. Cây này dáng bonsai rất là đẹp. Hai một không bảy trăm năm mươi k bao ship. Cây này sống khỏe luôn nha mình. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Số 211. Cây này có hoành là 57, cây cao là 60. Sơn xin giao lưu là 650k bao ship nha mình. Cây này liền cốt luôn nha nhà mình nha.
11650k bao ship. Cây đã sống khỏe rồi và mình chỉ cần thêm chất trồng nữa thôi. Rồi cây này đã kết thúc lô. Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ Sơn nha. Nếu có thắc mắc gì thêm thì nhà mình liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911470409. Nếu nhà mình chưa đăng ký thì cho Sơn một lượt đăng ký luôn nha. Rồi Sơn chân thành cảm ơn cả nhà mình.